Rồi chào các bạn nha. Bên anh em vô gần được có ông. Nè, đi đi tới 5 người đang mà ở ngoài xe 2 người rồi. Ông quá trời khủng một bạn. Thấp lồng luôn, ông quá trời cao. Có không nào các bạn? Đứng dưới đất mình hồng tay lên tới nha các bạn. Không dám lại gần. Nắm cái đều luôn. Không dám lại gần bạn. Để cho em mình bắt này để ngồi đánh hơi no sương với này quá trời khủng đúng không bạn, sướng rồi. Để cho phát lên bắt nha, em mình lên bắt bắt luôn hay gì hả, quay luôn không? Ừ, quay được. Đây là bắt cá voi khủng nha mọi người. Đây ổ con vú nữa nè, nằm trong đổ luôn, chút xử lý sao? Chút xử nó luôn. Nằm trong con nhỏ này bay ra bay vô quá trời luôn nè mọi người. Ổ này mình không sợ rồi, ổ này lật cam đất quá. Con khói lụm luôn. À, em bắt đem lại anh đội dưới thử nha. Rồi cái đang cái mệt. Nằm cái điều luôn tè đá giết mọi người. Đấy, chạy lên đây trúng cái cây vuông mắt chắc này mở mắt luôn, hay gặp ông bự quá nó mở mắt không biết nữa, không biết có mặt đủ, nếu có mặt đủ ổ thì cũng ngon nha mọi người, thấy cũng phì phì đồng cái cây đồng tàn quá à. Cái tay mình vớ lên này tới ngon ông luôn nha mọi người, đụng đầu á, lại tới góc là đụng đầu luôn, sướng. Hồi nãy anh em ở ngoài kìa, thấy nó bay về đây nè mọi người. Rồi là ba anh em đội kiếm. Hai giờ cũng khủng thiệt. Hết biết ngon không mọi người. Xác bên đầu luôn nha mọi người ơi. Cái đều này ở dưới rồi, giói tay lên là tới luôn nha mọi người, tới không nha mọi người. Rồi mình né để cho anh em mình bắt nha. À, xong chưa? Rồi. Đấy, anh cứ lại vậy đó. Không sao đâu. Rồi. Đã qua không chưa? Rồi ngay phải không? Qua ông khá là lớn nha mọi người. Rồi. Lên bắt cho mọi người xem nha. Chúng cái máy rồi.
Ui. Đặt luôn rồi. Cũng ok lắm nha, đây chắc cũng nửa lỡ lít rồi, trông nhiều quá. Mặt đẹp lắm nha, khá là ok. Số mọi người ạ. Không có sợi chở cái đều rộng quá lắm. Máy lên cơm, cơm. Dây nhỏ quá mọi người. Chưa biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có mặt không? Có, được. Được. Được, được, được. Bên mặn chúng chung không khô mặt nhưng mà chưa đủ mặt tại mưa quá. Còn mặn ha. Còn mặn. Đây, thanh quá đây mọi người. Mặt đẹp ghê không? Mặt vàng ẻo luôn. Quá ok, chút nữa lít á. Cục mặt nó không có bự nhưng có một cái là đủ mặt nha mọi người. Quá vàng. Quá mệt. Mình kết thúc video đây nha mọi người. Con khác mình quay cho mọi người xem nha.